chia sẻ cho quý vị vui giải như thế nào. Đây là bà chị ơi này. Đâu? Thằng Kiệt là đường đi ra ga. Đây là Phúc Ngang. Ô, đi ra bà chị ở chỗ Vincom đấy, được. Ra Vincom ấy gì? Vincom, Vincom nó làm đẹp. Là Noel. Con làm hai biển nào? Ông Hà đấy á. Ông Hà đấy con. Hotel Hòa Bình. Quên những cái nên thế mà không đi vòng cái chỗ này này. Đây là đậu kia mà đi vào bờ hồ vào nhà thờ mà chơi rồi về. Hả? Ở đây đậu là đâu cả. Không đang nói là gửi ấy chứ. Gửi thì phải đi vào tiền rồi. Gửi mình gửi trên kia tội gì. Huy Trang Tiên bây giờ chắc không còn chỗ. Hôm trước bố mẹ còn vào tận trong cái nhà hầm Trang Tiên bố mẹ gửi ở trong đấy. Nhưng mà chắc là bây giờ thì không còn rồi. Thôi đi về Vincom. Thank you.